Hôm nay Anna được quay lại với chương trình. Xin kính chào tất cả các khán giả theo dõi chương trình. Với chương trình YouTube này, Anna cũng xin đem đến cho tất cả các khán giả khắp nơi những món nữ trang và nhất là những cái design mới và những viên kim cương với giá rẻ bất ngờ. Xin chúng ta cùng theo dõi chương trình. Cali bây giờ cũng bắt đầu thời tiết hơi trở lạnh rồi. Buổi sáng đi ra đường cũng cần phải mặc áo lạnh. Và buổi xế chiều thì trời lại mau tối. Thành ra khí hậu cũng lạnh. Do đó, một mùa thu sắp đến, sắp tới đây sẽ vào mùa thu thì chúng ta sẽ có rất nhiều ngày lễ. Do đó những cái ngày lễ này chúng ta phải mua sắm để có quà cho gia đình và bạn bè. Đây xin giới thiệu với quý vị, đây là chiếc nhẫn hột sòn dưa màu vàng fancy yellow, 1 carat 67, được nhận trên một cái vỏ rất là dễ thương, hai tầng sòn, hộp sòn 2 ly 2 ở ngoài và ở trong là hộp sòn 2 ly màu vàng, vàng tự nhiên, màu vàng đậm. Và với cái ánh đèn con soleil của ánh sáng làm cho cái viên hộp sòn thấy màu trắng, nhưng thật sự viên này màu vàng đó quý vị, màu vàng có giấy giám định của GIA là màu vàng thiên nhiên, natural, hộp vàng fancy. Với cái viên hộp sòn 1 carat 67 này và với cái vỏ đồ sộ 2 tầng kim cương để cho quý vị, với cái giá rất là đặc biệt, nó là hộp SI1 có 1 chấm kim than. Rất khéo, hộp rất là trong và rất là chiếu. Quý vị sẽ mua được cái nhẫn hộp sòn giọt nước này với cái giá rất là đặc biệt, luôn vỏ mà chỉ có 6.000 đô. Nếu ai gọi vào thì sẽ được bớt 200 đô khách hàng đầu tiên. $5,800. Hộp 1 carat 65-67 rất là to và hộp dày dặn rất là chiếu. Hộp màu vàng có giấy giám định của GIA là màu vàng natural fancy yellow even, hộp vàng thiên nhiên. Trên xô, trên hình, tại với cái ánh đèn con soleil nó làm cho cái hộp sòn thấy màu trắng. Quý vị coi những cái món nữ trang trên đây thì số phone có trên màn hình, thì quý vị sẽ tích vào hay là gọi thì Anna sẽ trả lời. Đây là một chiếc nhẫn hộp mặt kia với viên hộp sòn dưa dài
gần 17 mm, tất nhiên là hơn 1 phân rưỡi, và hột xoàn chung quanh là hột 2 ly 2, và hai bên là có 6 viên hột xoàn từ 4 ly cho tới 3 ly rưỡi. Hột xoàn rất là dài, hột rất là trắng, với cái mẫu mã rất là xưa nhưng cái nhẫn rất là đồ sộ. Quý vị có thể đeo hết cái ngón tay, và với cái hột dưa cẩm thạch xưa màu xanh lý lục, rất là đẹp. Nếu ai còn yêu thích những cái nữ trang xưa cũ và với những cái cẩm thạch xưa thì đây là chiếc nhẫn rất là có duyên và rất là đẹp, đeo rất là sang với ngón tay dài. Thì chiếc nhẫn này đặc biệt hôm nay để cho quý vị với giá là 950 đô, rất là rẻ với cái giá xưa luôn. Chứ nếu bây giờ cái nhẫn này mà đi đặt làm thì trên 1.000 đô đó quý vị, giá rẻ lắm, 950 đô. Công ty của Anna sưu tầm và hột xoàn cũng mua tận gốc, quý vị sẽ được với những món nữ trang với cái giá rất là đặc biệt. Đây là một mẫu mới với những viên hột xoàn dưa màu xanh lá cây rất là dễ thương. Nó được nhuộm, nhưng mà thật sự ra những viên hột dưa này phải là sạch đẹp chiếu thì mới nhuộm ra được đẹp, mà nó ra được cái màu xanh lục rất là dễ thương. Và với những cái viên 5 viên hột dưa, mỗi viên là hơn 20 point, và với cái vỏ rất là dễ thương, quý vị có thể đeo trong những dịp lễ lộc, hay là nhất là trong dịp lễ sắp tới đây, lễ Thanksgiving, lễ Giáng sinh, thì bây giờ giá vẫn còn rẻ thì quý vị cứ khẩn trương và mua để cho mình có những cái món nữ trang đẹp trong mùa lễ sắp tới. Thì chiếc nhẫn này đặc biệt để cho quý vị với giá là 900 đô. Dễ thương, màu xanh lá cây, rất là khó lựa được cái màu này, một vài chục carat chỉ lựa ra được vài viên có màu xanh lá cây mà thôi. Đây là một chiếc nhẫn emerald to, quý vị sẽ đeo hết lóng tai. Chiếc nhẫn này hột emerald ở giữa là gần 10 carat, và chung quanh là hai từng xoàn, hột xoàn 2 ly rưỡi đến 3 ly. Chiếc nhẫn với hột rất là trong, màu xanh lục thiên nhiên của Emerald Colombia. Với chiếc nhẫn này đặc biệt với giá cho quý vị chỉ có 2.800 đô. Chiếc nhẫn này với cái viên Emerald này không có tìm được, và Anna cũng sưu tầm có với cái giá rất là đặc biệt. Nếu quý vị quý cô nào thích only cái viên emerald thì cũng bán, nếu không thích cái vỏ kiểu này, và nếu ai thích cái vỏ không cũng bán, chia ra, mỗi người mỗi ý thích, mỗi người một cái quan niệm về nữ trang. Do đó jewelry là muôn màu sắc và muôn hình dạng, do đó chúng ta rất là có thể lựa chọn theo ý mình. Cái viên emerald không đặc biệt để cho quý vị với giá 1.800 đô. Emerald hiện thời rất là hiếm trong thị trường và rất là mắc. Nếu để tìm mà mua được một viên emerald theo vừa ý thì cũng không phải là dễ. Thì những ai yêu thích emerald thì đây là một viên đặc biệt cho quý vị quý cô với giá cũng rất là đặc biệt. Pearl
Đây là hột vẹt gọi là trân châu. Quý vị biết rằng ngày xưa trân châu là hột phơ, sau si phơ rất là quý hiếm. Thì bây giờ chúng ta được có điều kiện để mua những đôi bông hột phơ rất là dễ thương. Thì cái đôi bông này là màu vàng gold pearl, màu thiên nhiên, được làm được toàn ten với cái đôi bông hút rất là đẹp, và có một cặp hột xoàn khoảng 3,5 ly ở giữa, và cặp hột pearl khoảng 12 ly, hình giọt nước, hình rợ như như trái lê. Thì cái đôi bông này ai thích bán với giá rất là đặc biệt, chỉ có 600 đô. Đây là một chiếc nhẫn to, quý vị sẽ đeo hết một lóng tay, và với một cái design cũng rất là antique, với cái đường viền hột xoàn ngoằn ngoèo. Cái này cũng phải là những người thợ xưa rất là khéo léo. Thì chiếc nhẫn này quý vị có thể bỏ viên hột xoàn ở giữa là từ 2 carat đến 3 carat và 4 carat, và cũng có thể bỏ hột đá màu. Thì chiếc nhẫn này đặc biệt để cho quý vị với cái vỏ, với cái giá là 1.150 đô. Rất là đẹp, nhiều kim cương và đồ sộ. Cái vỏ này to, đeo hết lóng tai luôn. Quý vị sẽ có được một cái vỏ rất là dễ thương, và mình sẽ bỏ được viên kim cương ở giữa hộp Moissanite hay là hộp Baccarat. Đây là một cái design rất là antique, ngày xưa người ta gọi là kiểu lá lan, mà bây giờ không có thợ làm mấy kiểu này quý vị ơi. Thành ra nếu ai thích đồ antique thì mua cái giỏ này để mà làm quà. Đây là một chiếc nhẫn nam to, đeo hết lóng tay luôn. Nó được làm bằng vàng 10K, nhưng 10K mà của nhẫn Mỹ, với cái design rất là đẹp. Đồ này cũng antique, được nhận trên một chiếc nhẫn ruby với cái design hai bên. Đây là một chiếc nhẫn kỷ niệm cho những khóa học ra trường 1972, mà bây giờ là 2022. Wow, cái nhẫn này hơn gần gần 50 năm, 1972, một cái design rất là đặc biệt, xưa cũ. Chiếc nhẫn này nặng cỡ 16 gram, đặc biệt để cho quý vị ai yêu thích nhẫn antique thì bán chiếc nhẫn này với cái giá chỉ có 800 đô. Chiếc nhẫn này không thể nào đặt làm được, mà bây giờ cũng không có thợ để mà làm design, với cái trọng lượng rất là nặng, 15-16 gram vàng, và cái design rất là đẹp, và viên ruby rùa xưa. Bây giờ cũng không kiếm được cái viên ruby này, ruby của Thái Lan. Rất là đẹp, cái nhẫn bán có 800 đô, nhẫn to, ni tai cỡ số 9, số 10. Nếu ai có ni tai lớn thì đeo cái nhẫn này, hay là mua tặng cho anh em và hay là ông xã cũng rất là đẹp và rẻ. Rồi, đây là một chiếc nhẫn Eternity, hộp xoàn sạch, trung bình, trắng, cũng rất là chiếu, mà nó được làm bằng vàng 14,
hột sòn khoảng 2 ly 3, 2 ly 4. Với Infinity này, hôm nay đặc biệt cũng mua được với cái giá rẻ để cho quý vị với giá là 500 đô. Wow, đây là một chiếc nhẫn 5 hột 4 ly 8 đồ sộ. Nhẫn rất là sample. Cái ni tai cũng rất là vừa cho những ai có ni tai ni số 6, 6 rưỡi hay ni số 7 thì hộp 4 ly 8 trắng dắt cúc sạch đẹp này để cho quý vị quý cô có 800 đô một viên. Bây giờ nếu mà nó nhích lên 49 5 ly thì gần cả ngàn đồng một viên, nhưng mà 4 ly 8, 4 ly 8 già 5 viên rất là đồ sộ, đeo rất là sang. Với cái nhẫn này đặc biệt để cho quý vị quý cô có 4.300 đô, vỏ vàng vàng 18. Bốn ngàn ba trăm đô mà 5 viên. Kế tiếp đây đó là một chiếc nhẫn hiệu kiểu cũng rất là antique, rất là dễ thương, nhẫn bezel từng cái lá rất là đẹp. Chiếc nhẫn này nhỏ, có thể nhận hộp từ 6 ly, 6 ly rưỡi và lớn nhất là 2 carat là 8 ly. Thì chiếc nhẫn này cho nữ đeo cũng được mà nam đeo cũng được, đặc biệt để cho quý vị với giá có 650 đô. Nếu ai mua vỏ của công ty Anna thì sẽ đặc biệt cho quý vị là nhận free, không có tính tiền và làm ni tai cũng vậy luôn. Rồi, xin giới thiệu một cái nhẫn. Cái đá là đá thiên nhiên màu xanh lục, rất là đẹp và với cái giác cắt rất là kiêu như là giác cắt kim cương. Nó ngàn sao giác cắt. Thì cái giác cắt này đặc biệt mới có là giác cắt đời mới. Nó không phải cắt như mấy cái dạng mà đá màu khác, mà viên này giác cắt á là như là giác của kim cương. Với cái hộp này có cái tên là fluorite, là trọng lượng khoảng 12 carat rưỡi và với cái vỏ baguette màu vàng fancy, hộp thiên nhiên rất là đồ sộ. Với cái vỏ, cái mặt này chúng ta cũng có thể là một chiếc cà rát. Đây anh đeo trên tay bự to hết lóng tai luôn, thì quý vị thấy rất là đẹp, màu xanh thiên nhiên. Thì chiếc này đặc biệt những ai yêu thích cũng bán với cái giá đặc biệt chỉ có 1.800 đô, rất là đẹp, fluorite. Nếu khách gọi vào thì Anna không trả lời được tại mắt lên show, thì để gọi lại cho quý vị nha. Một cái vỏ rất là dễ thương. Cái vỏ này hai bên là hai viên hột sòn giọt nước rất là trắng sạch, mỗi viên khoảng 15 đến 20 point, tất nhiên là gần nửa carat. Và với cái vỏ vàng xưa, nó là vỏ vàng platinum. Với cái ổ cháu cũng là của hãng Italy làm, nó đã được set up
sẵn nếu ai bỏ hột từ 1 carat tới 2 carat thì chỉ cần đưa cho thợ bóp vô là xong, không cần phải ngàm từng cái ổ, nó đã cân đo rất kỹ lưỡng. Thì với cái vỏ platinum này, với 2 viên giọt nước, để với giá cũng rất là đặc biệt, những ai yêu thích thì để cái vỏ này 800 đô, vỏ platinum vàng trắng với cái ổ nhận 1,5 carat, 2 carat của Italy, rất là đẹp, 2 viên giọt nước rất là xinh. Kế tiếp đây là một cái vỏ hồng cong cũng được nhận những viên hột sòn tắm 1,5 ly, rất là thanh tao và với cái đường nét rất là sang. Với cái vỏ này cũng đặc biệt rất là nhiều hột sòn gần 1 carat kim cương. Cái vỏ này ai thích sẽ có thể bỏ được hột 1 carat tới 2 carat là 8 ly, 1 carat là 6 ly rưỡi hay là 1 carat rưỡi là 7 ly. Thì cái vỏ này cũng để với cái giá rất là đặc biệt, chỉ cho những ai thích đơn giản sample thì cái vỏ này để cho có 600 đô. Đây là một cái vỏ nữa cũng rất là nhiều kim cương, 2 tầng kim cương, hột sòn từ 2 ly tới 2 ly 2, gần 2 carat kim cương. Với cái vỏ này quý vị có thể bỏ được hột 1 carat tới 2 carat. Thì với cái vỏ này đặc biệt với giá là 1.500 đô, hột sòn EF Color dắt cúc trắng sạch đẹp, không than không bọt, với cái kiểu rất là đẹp. Rồi xin giới thiệu đây là một viên hột sòn 7 ly. 7 ly tất nhiên là 1 carat 20 đổ lên. Với cái vỏ xưa, hộp baguette và hộp sòn vuông xếp dính nhau rất là đẹp. Và cái hộp sòn nước F color rất là trắng. Nhưng quality nó là SI2. Nó có những cái đốm than trong ruột nhưng rất là chiếu, hộp rất là đẹp. Chúng ta không có thấy nó bị gọi là bị lờ mờ. Biệt lao hột rất là trong, rất là chiếu và 7 ly luôn cái vỏ như vậy đặc biệt để cho quý vị với giá có 4.500 đô. Ai đặc biệt chỉ có hôm nay 4.200 đô. Nếu không thích cái vỏ lấy cái hộp không thì trừ lại cái vỏ 600 đô thì 3.600 cái hộp. Có 4.200 vừa vỏ vừa hộp luôn. Rất là nhiều người tìm. Bây giờ trong thị trường để tìm hộp sòn 7 ly cũng rất là khó. Nhưng 1 carat thì dễ tìm mà rất là có nhiều. Mà 1 carat bữa nay cũng phải là 5.000 là hộp đẹp. Ít nhất cũng phải 4.000 là hộp không có giấy tờ. Mà này một gần 7 ly là gần 1,5 carat mà vừa vỏ vừa hộp chỉ bán có 4.200. Đây là một đôi bông hình trái tim, trên là một những chiếc lá với những viên hột sòn vàng bự quá. Cho nhỏ lại một chút đẹp hơn.
Thì đây là một đôi bông đeo rất là sang. À, nếu ai thích thì cũng có thể phân ra làm được hai đôi bông. À, thì nguyên đôi bông này để với cái giá cũng rất là đặc biệt, chỉ có 1.500 đô. Đây là một đôi bông móc câu. Còn ten đó là một cái hoa mai rất là kiêu. Cặp hột là 3 ly rưỡi. À, cái đôi bông móc câu này đặc biệt bán cho những ai nhỏ nhỏ xinh xinh thì đôi này bán 700 đô với giá rất là rẻ. Cặp hột trắng đẹp sạch và với những viên hột sòn 1 ly 7, 1 ly 8 viền xung quanh và với cái móc câu cái rất là dễ đeo thì nguyên cái đôi này đặc biệt ngày hôm nay bán on sale 900 đô mà còn 700 đô. Rất là đẹp, dễ thương với những viên hột sòn 1 ly 8 nữa. Đây là một đôi bông toàn ten to và dài và hột sòn trắng EF color với những viên mặt kia xếp lại làm thành chiếc lá. Thì đặc biệt cái đôi bông này để cho quý vị với giá là 2.900 đô. Một cái mẫu này quý vị cũng có thể sắp ra được thành hai món, có thể được hai đôi bông, rất là dễ thương. Hộp mặt kia gần hơn 3 carat kim cương và với ở trên là những viên hột sòn 2 ly rưỡi kết lại làm tưởng chừng như hộp 8 ly là 2 carat. Đeo với cái đôi bông này, nếu ai thích đi party đeo đôi bông rất là đẹp, rất là sang. Hột sòn rất là trắng và chiếu. Rồi tiếp đây là một đôi bông trái tim hình giọt nước, một cặp giọt emerald rất là đẹp, rất là dễ thương. Cũng được bán on sale cho quý vị. Đôi bông này chỉ được với giá 1.050 đô, đang bán on sale. Emerald của Colombia. Đây là một đôi bông hút đeo sát cái bánh tai. Quý vị biết rằng tuổi nào mình cũng có thể đeo được đôi bông này. Hột sòn nhận từ 4 ly, 4 ly rưỡi. Với cặp vỏ hột EF color, hột sòn nước trắng sạch đẹp. Đeo đôi bông rất là dễ thương. Cặp vỏ này đặc biệt ngày hôm nay bán với giá là 700 đô. Một cái design mới đeo rất là hợp với tuổi nào cũng được. 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi và những cô 60 tuổi vẫn đeo được. Và những em bé 15 tuổi vẫn đeo được, rất là dễ thương. Và nếu mình ngại ngùng không nhận hột sòn thiệt, nhiều tiền mình có thể mua cặp hột Monsanai 4 ly, 4 ly rưỡi bỏ vào rất là đẹp. Wow, một đôi bông rất là kiêu. Đây là một đôi bông rất là nhiều hột sòn ba ghép. Và ở giữa quý vị có thể để cho mình hột 5 ly, 6 ly. Đeo rất là sang. Cái đôi bông này đặc biệt để cho quý vị với giá là
1.800 đô, cặp vỏ rất là sang, kiểu mới design, chỉ có 1.800 đô, đang bán on sale. Rất là nhiều kim cương, nhất là baguette. Baguette rất là khó nhận và cũng rất là mắc, và cũng rất là khó có kiểu để mà nhận được hộp sòn baguette. Thì đây là đôi vòng đang bán on sale cho quý vị. Nếu mà quý vị vô tiệm Mỹ mà kiếm được đôi vòng như vậy cũng phải trả với cái giá là trên 2.500 đô, nhưng đây vẫn để cho quý vị với giá đặc biệt chỉ có 1.800 đô. Đẹp quá, đây là một đôi bông blue diamond với những viên hột dưa xanh đẹp và tiệp màu với nhau. À, quý vị biết không, đây là những món nữ trang mà do Anna design. Quý vị biết rằng nếu mà mình lựa hột để cho đều màu và đều gem với nhau để mà ra được một cặp vòng, thì đây là cũng một cái công phu và đeo rất là to. Đôi vòng này thì đeo có cái hút ở ngoài sau, à, thì cũng có thể cho quý vị thêm một cái đít đẩy để mà giữ cứng đôi vòng. Thì đặc biệt cái đôi vòng này để cho quý vị với giá là 1.600 đô. Rất là nhiều kim cương, hột mặc kỳ rất là nặng, mỗi viên là trên 20 point, là có 25 point. Mà quý vị biết 10 viên như vậy thì cũng gần 2 carat rưỡi kim cương, mà rất nhiều hột sòn mà để với giá rất là đặc biệt chỉ có 1.600 đô, rất là rẻ. Kế tiếp đây là một đôi bông rất là cute với những cái lá hình trái tim và đựng với những viên hột sòn to 2 ly 7, 2 ly 8, và với cặp hột màu gopher, màu vàng thiên nhiên, rất là đẹp. À, đôi bông này hôm nay cũng được on sale với giá 1.200 đô, mà cặp hột pearl này to 13 ly, 13 ly rưỡi, rất là đẹp, chỉ có 1.200 đô. Nếu ai thích cái mặt dây chuyền và cà rá, Anna sẽ có và to hơn, sẽ design cho quý vị. Kế tiếp đây đó là một đôi bông Emerald Columbia với vừa baguette vừa hột sòn tròn, đeo rất là duyên dáng. Đôi bông này là một cặp hột Emerald hơn 2,5 carat, tất nhiên là mỗi viên là phải hơn 1 carat. Đôi bông này cũng đang bán on sale chỉ có giá 1.100 đô. À, quý vị biết không, lên màn hình nó có một điều bức xúc là 1 ly cũng giống như 10 ly. Thì đây là một đôi bông mà hộp ở giữa chỉ có 3 ly rưỡi và chung quanh là những viên hột sòn 1 ly rưỡi, rất là dễ thương. Đôi bông này được để cho quý vị với giá chỉ có 600 đô. Ai thích sẽ bớt 50 đô còn 550. Đây là một đôi bông hình cái nơ, một cái như cái ruben mà quý vị thắt nơ, mà được làm với thành một đôi bông rất là dễ thương và hột sòn ở giữa. Cái đôi bông này hôm nay rất là to, đeo hết cái bánh tay, thì để đôi bông này với giá là 850 đô. Trọng lượng nặng hơn gần 10 gram vàng,
950. Nếu những viên ruby mà mình không thích, mình có thể thay cho quý vị hột sòn tròn. Tất nhiên là mỗi viên là 2 ly 3 tới 2 ly rưỡi. Xin giới thiệu, đây là một đôi bông hút đeo rất là nhẹ nhàng. Cái đôi bông hút này, đây là cặp hột 1,5 carat monzonite và rất là chiếu, được mài với cái giác kim cương. Đặc biệt đôi bông này để cho quý vị với giá là 600. Dễ thương quá, đây là một đôi bông hai chữ C và một cái tầng ten. Hộp rất là đẹp, rất là trắng. Đôi bông này hôm nay cũng được bán on sale cho quý vị với giá là 550 đô. Rất là đẹp. Đây là tượng, một tượng Phật Bà Quan Âm đá cẩm thạch xưa, được khắc chạm rất là tỉ mỉ và chi tiết. Một cái điêu khắc rất là sắc sảo của Hồng Kông. Đây là tượng Phật được điêu khắc từ Hồng Kông. Và với cái cách bịch hột sòn cũng từ Hồng Kông. Và với cái tượng này là bằng một lóng tay, nó bằng một ngón tay chiều dài và to. Cái tượng này hôm nay đặc biệt để cho quý vị với giá là 800 đô, tượng của Hồng Kông và đá cẩm thạch xưa khắc từ Hồng Kông với đường nét sắc sảo, 800 đô. Wow, đây là được nói tiếp, đó là một tượng hình khung con rồng và khung này to 1,5 inch và con rồng được điêu khắc rất là sắc sảo và đường nét được khắc nổi. Đây là một con rồng có cái lưỡi luôn và cặp mắt rất là sắc giống như rồng sống. Do đó chúng ta thấy cái đường nét của nó rất là sắc sảo. Cái tượng này và chung quanh được nhận với 60 viên hột sòn 2 ly. Và đặc biệt hôm nay được bán on sale cho quý vị với giá 1.800 đô. Đây là một mặt dây chuyền cái hoa và hộp pearl to 14 ly và với những đường nét chạm hoa nhận rất là kỹ lưỡng. Thì cái mặt này để cho quý vị với giá là 500 đô. Hộp pearl to, hộp pearl 14 ly, 15 ly. Và ở trên đó có hai hộp sòn 2,5 ly và những hột sòn 1,3 ly. Rồi đây là một mặt trái tim rất là nặng. Trái tim này cỡ 14-15 gram và trên đây đó là những đường nét hột sòn nhuyễn hột 1,2 ly và được kết với những cái hoa hoa cúc vàng mà hoa màu gold rất là đẹp. Thì quý vị
thấy rằng một vòm trời vừa hoa vừa bướm và có những ngôi sao, thì cái mặt này được đặc biệt để với giá 1.800 đô. Nếu tính vàng ra không, mình đã thấy gần 1.000 đô rồi, rất là nhiều kim cương nhẫn viền xung quanh mặt trái tim đặc biệt để cho quý vị với giá là 1.800 đô. Mặt to lắm, to hơn đồng 25 sen đó quý vị. À, để sau show thì Anna sẽ gọi lại cho quý vị và quý vị có thể text message cho Anna. Đây là một đôi bông Hồng Kông. Quý vị có thể nhận hột xoàn từ 4 ly, 4 ly rưỡi và cũng có thể nhận được 5 ly. Và với cái mẫu bông rất là dễ thương và vừa có baguette và vừa có hột xoàn tròn 2 tầng. Với cặp giỏ này đặc biệt để cho quý vị với giá có 850 đô. Rồi, đây là một tượng Phật Maria, mẹ cứu nạn cứu khổ. Trên đó là một cái ngôi sao màu vàng, những viên hột xoàn giọt nước fancy yellow thiên nhiên rất là đẹp. Thì tượng mẹ Quan Âm, mẹ Maria này đặc biệt để cho quý vị với giá là 700 đô. Với tà áo có 3 lai hột xoàn nhận bezel rất là đẹp, nhìn rất là sắc sảo và đẹp và dễ thương, thì để cho quý vị với giá có 700 đô mà thôi, mà có 5 viên hột xoàn giọt nước màu vàng fancy, mỗi một viên gần 15 poi, với cái giá rất là đặc biệt. Đây là một cái hoa cài áo, nó được đệm với những viên hột xoàn vàng và những viên hột xoàn tròn và với 5 viên giọt nước Emerald Columbia rất là đẹp, hột màu xanh thiên nhiên. Với cái mặt cái cài áo này đặc biệt để cho quý vị với giá là 1.400 đô. Với cài áo rất là hay và rất là nhiều công phu, và có những viên hột xoàn đệm trên những cái cánh hoa. Đây là một cái cài áo mà rất sắc sảo, nó được nối tiếp với những viên Emerald Columbia và những viên hột xoàn vuông to baguette với cái mẫu mã rất là lạ. Với cái cài áo này nếu ai yêu thích thì cũng để với giá rất là đặc biệt, chỉ có 1.600 đô. Đây là một mặt dây chuyền, một kiểu design mới với những viên hột xoàn 3,5 ly và những cái ổ vuông kết lại rất là đẹp. Một cái mẫu nhìn mặt này to, chiều dài gần 1,5 inch, rất là nhiều kim cương, cũng để cho quý vị với giá rất là đặc biệt 1.900 đô. Nhưng đang on sale còn 1.700 đô.
Rồi đây là một sợi dây chuyền với những cái hoa và quý vị có thể nhận ở giữa là hộp 5 ly, 4 ly. Còn ai thích hộp pearl cũng có thể để hộp pearl với cái sợi dây chuyền đầy hộp tròn và với những cái hoa kim cương rất là sắc sảo. Sợi dây này để cho quý vị với giá 1.850 đô với những viên hộp tròn màu vàng fancy thiên nhiên hình giọt nước, bán rất là đặc biệt cho quý vị. Cái sợi này trọng lượng vàng là hơn 12 gram vàng, rất là nhiều mà luôn dây, coi như mua là đeo, không cần bỏ cái gì nữa. Có thể bỏ thêm 3 viên hộp pearl 10 ly, hay là bỏ viên hộp 4 ly, hộp 5 ly. Nếu mình có thể thích thì bỏ 3 viên hộp tròn tròn Moissanite 1 carat thì Anna sẽ nhận cho quý vị. Và nguyên cái dây cổ này chỉ bán có 1.850 đô mà rất là nhiều kim cương. Đây là một sợi dây chuyền lóng lánh với viên giọt Emerald Columbia rất là đẹp. Với đặc biệt dây là Omega. Với cái dây này cũng cho những ai có cổ nhỏ và trắng và dài khoảng 16 in. Đặc biệt sợi này luôn cái viên giọt nước to Columbia rất là đẹp để cho quý vị với giá 900 đô. Rồi đây là một cặp lắc hai sợi hột tròn 2,4 ly, 2,5 ly, hột rất là đẹp, rất là chiếu, đeo một cặp luôn mỗi một sợi đặc biệt như vậy để cho quý vị với giá có 800 đô và hai sợi là 1.600, quý vị sẽ có mỗi sợi là 800, bán với cái giá rất là đặc biệt cho ngày hôm nay. Một cái sợi lắc là nhận khoảng 50 viên. Xin lỗi, mỗi một sợi là 1.050 đô. 50 viên hột tròn 2,4 2,5 là cũng hết 3,5 carat hột tròn và với trọng lượng của mỗi dây lắc là 8 gram, gần 10 gram. Mà 3,5 carat hột tròn và luôn dây mỗi một sợi để cho quý vị với giá là 1.100 cân đổi lại à. Một cặp là 2.200, nếu mà để giá 1.100, nếu ai thích mua một cặp thì bán một cặp, mà nếu đeo một chiếc cũng được, mà quý vị cũng có only là hai chiếc. Rồi đây là một mặt dây chuyền hộp pearl với một chùm hộp xoàn trên đầu rất là đẹp và to. Cái mặt này đặc biệt để cho quý vị với giá là 900 đô. Rồi đây là một cái cục pearl cũng là South Sea Pearl
cục phơ to 14 ly và với những viên hột tròn 2 ly, đeo rất là dễ thương. À, nếu ai yêu thích hột pearl thì sẽ đến với Anna. Rất là nhiều pearl cho quý vị lựa. Thì hôm nay hột pearl này đặc biệt bán với giá rất là đặc biệt và chỉ để cho quý vị 400 đô. Nếu ai yêu thích thì Anna còn bớt nữa. Có thể tính cho quý vị 350 đô cái viên pearl này thôi. Xin ban kỹ thuật sửa lại giá 350 đô. Rồi kế tiếp đây là một mặt dây chuyền mà quý vị thấy nó hình một trái cà rất là đẹp, rất là hiếm. Thì Anna để cho cái mặt này màu gold pearl và rất nhiều kim cương cho quý vị có giá 250 đô mà thôi. Rồi đây là một đôi bông màu gold pearl, hộp pearl 12 ly, rất là kiêu, đeo rất là đơn giản. À, có đôi bông pearl này để cho quý vị có 300 đô mà thôi. Vàng là vàng gold 14K, kiểu Hồng Kông, làm rất là xinh. Đôi bông này bán có 300 đô. Đây là một chiếc vỏ. Cái đai là ba lai xoàn, rất là sang, rất là vừa vừa vặn cho những ai có cái ni tay nhỏ và nhận hột xoàn 1 carat. Đây là cái vỏ cho 1 carat và 1,5 carat. Và quý vị sẽ có một cái vỏ rất là vừa vặn cái tay. Cái vỏ này đặc biệt on sale cho ngày hôm nay là 900 đô. Hôm nay là một ngày mà mọi người đều thấy thay đổi thời tiết, nhưng cái thời tiết này nó cũng báo hiệu cho chúng ta là sắp hết năm. Mà một thời gian trôi qua rất nhanh, hết mùa hè thời vào mùa thu rồi vào mùa đông là chúng ta thấy Tết và hết năm. Do đó một cuộc sống mỗi ngày làm cho chúng ta tất bật và để quên đi bao những vật vã trong công việc và đời sống. Thì Anna Churi xin đem đến cho quý vị ở khắp nơi những món nữ trang và những viên kim cương để quý vị có thể xem và giải trí và enjoy để mà cho nhẹ bớt bầu không khí nặng nề của đời sống. Anna Churi là đại diện cho công ty đá quý kim cương CD&C tại Los Angeles. Quý vị có thể liên lạc với Anna, công ty chuyên cung cấp tất cả các loại hột xoàn nhỏ từ 1 ly tới 2 ly rưỡi và 3 ly và nước EFD Color VS Good SI với cái giá wholesale đặc biệt.
Dạ, xin kính chào quý vị. Thank you.